Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về hai cái dòng mạch hạ áp với giải điện áp rộng. Đó là hạ áp từ 48 đến 72V về 24V hoặc là về 12V. Đây là hai cái mạch hạ áp cao cấp thương hiệu Topsun. Mạch này thì bên trong toàn bộ các cái thiết bị được đổ epoxy kín. Mạch này có thể là chịu nước, rồi là mạch chịu nước nhá, mạch chịu nước. Nước văng vào không vấn đề gì, nó sẽ cao cấp hơn so với các loại mạch mà nó hở. Bởi vì mạch hở chỉ cần có một nước hoặc là bụi bẩm vào thì các linh kiện điện tử nó sẽ nhanh hỏng. Nhưng mạch này thì được bao kín hoàn toàn bên trong, bên ngoài thì là nhôm tản nhiệt, cho nên mạch này thì sử dụng rất là hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Thì bây giờ là bọn em đối với cái dòng điện áp mà từ 48 đến 72V DC này ấy, thì nó sẽ là hạ áp từ các cái nguồn điện của xe đạp điện, xe máy điện, hoặc là từ hệ thống pin năng lượng mặt trời về điện áp 12V hoặc 24V để chúng ta sử dụng các thiết bị điện có điện áp 12V hoặc 24V cho nó ổn định, tránh trường hợp là chúng ta sử dụng cái điện áp cao nó bị cháy thiết bị. Đây là mạch hạ áp từ 48 đến 72V về 24V, công suất mạch này 480W. Mạch này các bác có thể là kết nối vào hệ thống pin năng lượng mặt trời mà có điện áp từ khoảng 45V đến khoảng 80V thì nó sẽ hạ xuống 24V cho các bác sử dụng các loại máy bơm DC 24V chẳng hạn. Còn mạch này thì nó hạ về 12V, công suất 240W, có thể sử dụng cho các loại bóng đèn rồi là các thiết bị 12V. Đấy, về giá tiền thì cái mạch này thì có giá là 750.000, còn mạch này thì có giá là 800.000. Mạch 480W này có giá 800.000, còn mạch 750W 12V này thì nó có giá là 750.000. Nhưng mạch này thì giá tiền của nó, giá thành của nó cao hơn so với các loại mạch hở, bởi vì là cái việc chế tạo của nó khó khăn và độ bền của nó cao. Độ bền của những dòng mạch này rất cao. Cách đấu nối thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần là đấu hai dây đúng âm dương, hai vào hai ra. Cái hiệu ở trên đầu mạch này, dấu cộng là dương, dấu trừ là âm. Tương đương với D là dấu dây đỏ là dương, dây đen là âm, đó là điện vào. Còn điện ra thì là dây vàng là dương, còn dây đen là âm. Chúng ta chỉ cần kết nối âm dương là chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, đây là hai cái dòng mạch mà rất là nhiều bác là hỏi em trong thời gian vừa qua. Và loại này thì nó cũng không có nhiều hàng, mà đợt này hàng nó mới về được. Đấy, em lên video để các bác có nhu cầu thì các bác tham khảo. Đấy, video này em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 68 98 366. Website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.